<laughs> rồi chúng ta lại quay trở lại này. Thì trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về cái phần kế thừa rồi, kế thừa các cái code rồi đúng không? Thì nó sẽ mở rộng cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không bao giờ phải viết lại những cái dòng code mà chúng ta đã viết rồi. Đấy, thế nên là cái phần đấy cũng là một phần rất quan trọng khi chúng ta sử dụng một thằng SAS này đấy, đúng không nhỉ? Với uh, <laughs> video này chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thằng uh, điều kiện nhé. Và nó là cái gì thì không tìm hiểu thôi. thì uh, uh, để mà tìm hiểu cái thằng điều kiện ấy thì trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái toán tử ở trong điều kiện trước đã xem nó có xảy ra một cách bình thường đã bởi vì thằng srs đấy nó có được coi là một ngôn ngữ nha yeah. mà là ngôn ngữ thì khi chúng ta sử dụng toán tử ấy, thì chúng ta phải so sánh xem nó có giống với uh, những 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 cái gọi là sao đây những cái ngôn ngữ lập trình bình thường không nha yeah. à, bây giờ chúng ta test thử nhá thì là mình phải ấn vào trong thằng nguồn media ngay ông là xem màn ngay À, vào đâu nhỉ vào thằng thằng nào ta thằng thằng màn hình đúng rồi thằng màn hình vừa rồi vừa rồi thực ra là mình quay cái video này rồi đấy nhưng mình quên mất là mình không chuyển sang màn hình thế là từ nãy giờ thế là từ nãy bây giờ chúng ta mất không vậy trời ơi rồi thì ở đây mình do là mình làm rồi bây giờ mình chỉ nói lại cái video thôi đấy cho nó đỡ bị mất thời gian với cái video này chứ mình mất nhiều thời gian quá ha à. à, bây giờ mình quay trở lại nhá thì cái thằng terminal đây mình sẽ bật cái thằng terminal lên thì bây giờ bạn thấy rằng là để mà test thử xem là cái thằng này nó có hoặc là có có à, không nhá thì mình sẽ <laughs> đây thì mình bây giờ sẽ tắt thử thì mình sẽ lại sads đúng không sads này à, mình phải ngang y để chúng ta vào trong cái console đúng không nhá? bạn để so sánh những cái toán tử rất là bình thường nó ba nhỏ hơn bốn ba lớn bốn đi xem được không Ok, for à, sửa so sánh chuỗi nhá chúng ta thử so sánh chuỗi xem sas bằng với uh, sas ok ta chu như bây giờ mình thử so sánh chuỗi lớn hơn nào thằng này Có lớn hơn lớn hơn cái thằng obj không bình thường nếu mà theo javascript thì sẽ là chu đúng không những thằng này thì nó sẽ bị là Syntax Error ngay Nó bảo không định dạng được cái toán tử này Đấy, Hai thằng này nó khác nhau nên là nó không so sánh được Như vậy là đến đoạn này chúng ta rút kinh nghiệm là Cái thằng SADS này nó làm việc Các toán tử như bình thường nhưng với cái thằng Việc so sánh giữa các chuỗi này thì nó không thể làm được Nó chỉ dễ so sánh bằng mà thôi Không so sánh không phải bằng không thể so sánh được Nhá. Đấy, Đó ok à, Tiếp đi ví dụ như so sánh về màu đi Xem nó có hoạt động bình thường không Ok như vậy là ổn này Chúng ta thử so sánh với điều kiện là 3 lớn 4 xem nó có trả về phô không Phô đúng không à, 3 bây giờ nhỏ hơn 4 đi 3 nhỏ hơn 3 thì cũng được Phô ok như vậy là Tất cả mọi thứ toán tử hoạt động bình thường trừ có mỗi cái phần lớn hơn với chuỗi đúng không Rồi như vậy các bạn phải nhớ cái phần này nhá Để bạn làm việc với thằng điều kiện để cho nó dễ Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thằng này Thì do là như mình đã nói ra cái video trước <laughs> Mình quay rồi thế nhưng cái vấn đề là mình lại không không mở cái màn hình lên ở trong thằng OBS ấy thế là thành ra là mình quay mỗi thằng ảnh thôi chứ mình lại không quay cái màn hình code ờ thì ở đây mình có tạo ra một cái thằng option này thì ví dụ ở đây mình sẽ chia làm ba trường hợp với cái thằng color này nếu mà thằng option này của mình mà bằng first thì nó sẽ hiển thị ra là text color thì cái text color của mình ở trong variable này nó sẽ là số hai đúng không? Đấy. Còn giờ thì option tiếp theo là nếu mà bằng second ấy tức nghĩa là đang đúng bằng cái second này này Thì sẽ thì thị ra không đúng không còn các trường hợp còn lại thì cho cho về red hết đúng không thế là mình sẽ kiểm tra sau khi chạy này bạn thấy rằng sau khi chạy thì thằng body này có giá trị là không bởi sao bởi vì là cái chỗ đoạn này lựa chọn này mình chẳng chọn là second mà bây giờ mình chỉ chọn về first cái là biết ngay đúng không? first mình cái chọn s lại là kiểu gì cái chỗ đoạn này nó sẽ về là hai 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 đúng không đây ok như vậy đúng bây giờ nếu mà mình không nhắc gì mình không nhắc gì mình để một lựa chọn khác thớt. Đấy thế như vậy chắc chắn là nó sẽ chuyển về thằng vét ngay được chưa? Đấy, ok. Thì cái video đầu này chúng ta chúng ta cứ làm quen thế đã nhá. Video sau chúng ta chúng ta lại làm tiếp. Video này chúng ta chỉ nhớ mỗi hai thứ. Thứ đầu tiên của chúng ta đấy là uh, các toán tử so sánh xảy ra một cách bình thường. Chỉ có một cái đấy là nếu mà chúng ta so sánh lớn hơn và nhỏ hơn chuỗi ấy, thì chúng ta sẽ không so sánh được, được chưa nhỉ? Còn cái thứ hai chúng ta phải nhớ nữa đấy là về cái cú pháp viết if thì nó chả có khác gì bình thường cả ờ, muốn viết thành sads thì các bạn chỉ thêm a còng đằng trước thôi là nó hiểu nhá đây này if này điều kiện trả về cái gì này à, l điều kiện trả về cái gì này và l trả về cái gì này ok Đấy. rồi video này chúng ta chúng ta sẽ dừng ở cái việc như này thôi nhá video sau chúng ta tiếp tục với cái thằng sads này Đấy, tạm biệt mọi người nhá